Ai, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của em Điền. Thì trước mặt mình đây là em Điền đang đi trên cung đường là đường ven biển anh chị. Đường ven biển này thì em đang đi ở tại biển Hồ Tràm anh chị ơi. Biển Hồ Tràm thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị. Đó, cung đường ven biển rất là đẹp. Và nói chung là cung đường này là một phía bên là biển, còn một phía bên là của là rừng. Nói chung giữa rừng và biển đó, giao nhau với một con đường mang tên là đường ven biển anh chị. Đó, bên tay phải của mình là bờ biển anh chị. Đó, anh chị có thể thấy này. Và rất là đẹp. Trong xanh. Đó, đây là biển Hồ Tràm nha anh chị. Đây là nói chung là em đang đi cái hướng này là hướng tới Đờ Ranh Hồ Tràm hay là Sân Gốt rồi đó anh chị. Đây là chỗ này thì không có bãi tắm công cộng. Còn ở phía sau á, đằng sau mới là có bãi biển tắm công cộng ngay ngã tư Hồ Tràm anh chị. Đó. Sân Gốt thì nằm bên tay phải đây này, tay trái của mình, xin lỗi anh chị, đây bên tay tay trái của mình. Đó, đó cũng đường rất là đẹp. Đó, trước mặt mình đây là Đờ Ranh Hồ Tràm nha. Đó. Nói chung là chợ Đờ Ranh Hồ Tràm hay được gọi là Casino Hồ Tràm đó anh chị, có tiếng cũng xưa giờ đó anh chị ha. Đó. Thì hôm nay nhân dịp hôm nay thì em Điền cũng sẽ giới thiệu tới cô chú chị một cái bất động sản mà nằm ngay biển Hồ Tràm, rất là rẻ anh chị. Đợt này thì nói chung là cũng kẹt lắm nên là lô này rẻ, quá rẻ luôn anh chị, nên là em sẽ quay giới thiệu tới cô chú chị mình. Đó, cách bờ biển nha, cách bờ biển là khoảng là 2 đến 300 mét anh chị. Cách bờ biển theo đường chim bay là 2 đến 3 cây 300 mét. Còn mà đi theo đường hiện hữu á thì đâu đó là khoảng 500 mét đó chị. 500 mét là ra tới biển Hồ Tràm mình luôn. Nói chung là nằm khu du lịch anh chị. Cái biển Hồ Tràm này thì em Điền cũng có giới thiệu nhiều tới cô chú chị mình rồi. Đó, biển Hồ Tràm thì mới nổi cách đây khoảng 5 6 năm về trước đây thôi. À, hồi xưa thì biển Hồ Tràm này rất là hoang vu và vắng vẻ, nói chung là dân cư thưa thớt. Đó. Và cái du lịch ở đây thì chưa được đẩy mạnh anh chị. Đó, cách đây 5 6 năm trước ha. Còn hiện tại bây giờ thì được gọi là quá rầm rộ rồi anh chị. Đó, nói tới biển Hồ Tràm ai cũng biết luôn. Biển Hồ Tràm thì nằm ngay vị trí cuối của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị, hay là nằm trong thuộc huyện Xuyên Mộc đó. Huyện Xuyên Mộc này nằm cuối tỉnh ha. Đó. Mình đi từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng là đâu đó 2 tiếng rưỡi đồng hồ để mà mình di chuyển về cái biển Hồ Tràm này thôi anh chị. Mình đi cao tốc rồi, nói chung là đường xá hiện tại bây giờ thì nói chung là đường rất là đẹp anh chị, rộng đẹp. Đó, mình chạy có thể di chuyển nhanh hơn. Đó. Đó. Và hiện tại bây giờ thì huyện Xuyên Mộc thì đã có những cung đường mới mở rất là đẹp anh chị. Đó, mới mở rộng đẹp. Phía bên tay trái của mình đây là cái khu bãi tắm công cộng, quảng trường của Hồ Tràm mình. Đó, và chỗ đậu xe công cộng cho du khách du lịch cho anh chị. Đó, rất là rộng ha. Đó, quảng trường phía trên đây ha. À, nói chung là cái quảng trường đây dường như quảng trường này rất là rộng luôn, có ba cái trụ chính đó, hay được gọi là ba ba quảng trường nằm chung chỗ đó. Đây, tương lai thì đường ven biển này thì sẽ mở rộng nha anh chị. Đây đây là ở hiện tại đây là ngã tư Hồ Tràm anh chị. Đây, từ bây giờ em đi sẽ từ ngã tư Hồ Tràm này em sẽ di chuyển vào cái bất động sản mà em đi muốn giới thiệu tới cô chú chị mình ha. Đó. Hồ Tràm mình thì có cả phố đi bộ, chợ đêm, chợ hải sản, bãi tắm công cộng, vân vân. Nói chung là rất nhiều cái dịch vụ du lịch ha. Hiện tại em Điền đã đang di chuyển trên cung đường là tỉnh lộ 328, hay là được gọi là đường tỉnh lộ này là đường đi xuống biển anh chị. Đường này sẽ giao ra với lại quốc lộ 55 ha, hay là được gọi là hướng trước mặt mình đây ra được thị trấn Phước Bủ cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc mình. Đó. 328 này mình sẽ có một cung đường ha, đường nhánh hay được gọi là đường ODA, mình sẽ rẽ vào cung đường này. Bất động sản mình thì hiện tại thì không phải nằm trên trục chính này, nhưng mà chỉ có là nằm đường nhánh thôi. Nhưng mà bất động sản mình thì đường là đường ô tô, đường thông anh chị. Đó.
chị có cô chú chị mình có thể thấy nè. Ở phía trong này thì về vấn đề kinh doanh du lịch này kia ha, ở khách sạn này kia mở rất là nhiều homestay rồi đó, mở rất là nhiều đó. Rồi bây giờ em đi đây, đây đường ODA, mình sẽ rẽ bên tay trái vào ha, có một con đường bê tông nho nhỏ, nho nhỏ thì không nhỏ lắm, 7 chỗ mình đi thoải mái luôn anh chị đó. Dân cư đông ha, vị trí thì không phải nói là vị trí ngay biển luôn anh chị, ngay biển Hồ Tràm luôn đó. Này, cô chú chị mình có thể thấy là dân cư xung quanh ha. À, em Điền cũng có bay lấy cam rồi, thì em sẽ bay lấy cam xung quanh rồi hướng ra biển cho cô chú chị mình luôn đó. Đó, bất sản mình thì nằm ngay đối đích với lại cái khách sạn này ha, khách sạn rất là cao, rất là to luôn, rất là rộng đó. Ở khách sạn này nói chung là đường đất này thì rộng khoảng là đâu đó 4m 5m đó chị, khoảng 4m rưỡi 5m đó chị. Do là cỏ mọc âm tầm anh chị, cỏ mọc đâm ra là đường nó bị cỏ lấn, mình có thể mình thấy trong hình ảnh nó nhỏ vậy nhưng mà thực tế thì nó không có nhỏ đâu anh chị. Tại cỏ mọc nên là em Điền ô tô thì đi được đó, nhưng mà em Điền chạy tới sợ cỏ nó xước xa anh chị đó, tại vì có cây mắc mèo nó chỉ ra đường kìa. Đường mình thì rộng từ bên map này nè, bên map này ha, đây, bên map này. À, qua bên này đó, qua bên cột ranh bên này ha, là 4m rưỡi anh chị. Đường này thì mình đi tới đây mình gặp ngã ba này, mình thông ra lại được đường ODA hồi nãy luôn anh chị. Đây vô tình hôm nay đi vô tình vào đây thì thấy bất động sản mình đang cho kê xe cuốc vào đây để mà dọn dẹp sạch bất động sản mình cho nó thoáng ra. Đường rộng nha anh chị, tại vì cỏ mọc thôi, anh chị có thể thấy nè, đường này là rộng khoảng là 4-5m anh chị. Đây từ bên này qua này, đây đó cô chú chị mình có thể nhìn thấy nè, đường ô tô đi thoải mái nha. Thực sự ra chứ cái đường này thì 16 chỗ chạy Vivu ha, 16 chỗ một xe máy nấy nhau đó. Chạy thoải mái luôn anh chị, cỏ mọc hơi nhiều chút xíu thôi đó. Đây anh chị, bất động sản mình đây ha, có hướng là hướng nam. Đây cái trục đường ngoài kia anh chị cô chú chị mình có thể thấy nè, điện ba pha ngoài kia là đường ven biển anh chị ha. Đó, có trục trụ điện ba pha ngoài kia là đường ven biển rồi đó, nên là cách cái đường ven biển nó khoảng 100m thôi à, đường chim bay nha. Còn mà mình cách ra trùm 100m 150m nữa là mình ra tới bờ biển luôn anh chị đó. Mình di chuyển theo đường này thì mình đi ra lại đường hồi nãy em đi chạy đó ha, đi ra khoảng là 500m thôi là tới ngã tư Hồ Tràm này ha. Rồi quay lại vấn đề chính ha, đây anh chị bất động sản của mình ha, đây có ranh từ đây nha, 19m đó, sâu vào bên này thì chỉ có là 20m thôi anh chị, sâu vào bên cạnh này nha là 20m, còn một cạnh bên kia là sâu vào là 23m ha. Đây 19m là từ ranh này nha, đó qua tới bên hướng này là 19m. Đây gì đây, 19m là tới đây ha, đó từ đây thẳng vào trong là 23m. Hiện tại bất động sản mình thì đang có sẵn 100m thổ cư rồi đó, 100m thổ cư của mình thì thuộc là đang thuộc đất ở nông thôn, nên là mình có thể xây dựng thoải mái luôn đó, xây dựng tự do, miễn sao là xây dưới 7 tấm là được ha, không cần xin giấy phép xây dựng luôn đó, xây dưới 7 tấm ha. À, bất động sản mình thì nói chung là bất động sản mình á, thì nó thực sự là mặt tiền là 19m nhưng mà hậu mình còn là 16-17m anh chị. Đó. Đây thì bất động sản
tuy là top hậu nhưng mà top là theo cách vuông vắn chứ không phải là top theo kiểu mà hình hình thang ha, hình theo chéo vào đâu ha. Nó sẽ vuông tới đây đó, vuông tới đây và vẽ cong qua đây và thẳng xuống ha. Đó cô chú chị mình có thể hình dung được không ạ? Đó lùi đây thì từ bên này ở chỗ này thì gần biển nó đâm ra gió rất là nhiều anh chị. Đây à, vào tới đây ha, từ bên này qua bên này là 16 mét anh chị, 16 gần 17 mét qua tới bên này ha, qua rành bên này là 10, đây có rành móc rõ ràng ha. Sổ này thì dường như là sổ mới luôn anh chị, sổ mới luôn à, mới nói chung là gia chủ mình cũng đã muốn tách được, tách lâu rồi nhưng mà do cái vấn đề là không tách thửa được nên là ngâm tới giờ, nên là giờ cũng kẹt quá anh chị đó, không có tiền xoay sở nữa nên là phải đành bán thôi đó. Hiện tại đang bán bất sản này thì em Điền cũng sẽ báo giá luôn ha, bất sản mà này đang là rao giá là 5 tỷ 2 ha, 5 tỷ 2 cho tổng bất động sản của mình đó. À, ngang 19 mét, sâu là 23, có 100 thổ cư và ngay biển Hồ Tràm luôn anh chị. Đó. Cô chú chị mình có. Rồi em Điền cũng xin phép được dừng cái clip mình tại đây ha. Thì cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì hãy liên hệ với anh Điền. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị mình đi xem thực tế bất động sản này, và thậm chí nữa em Điền sẽ dẫn cô chú chị mình đi gặp chủ để thương lượng thêm ha. Nói chung là giá giá này thì rao bán cũng cũng có thương lượng anh chị à, chứ không phải là ấy đâu. Rồi cảm ơn cô chú chị đã quan tâm và theo dõi hết video của em Điền nha. Và em Điền cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình những video clip sau. Xin chào ạ.